Thằng Trây Sơn Nguyễn hỏi chú một câu liên quan đến cái đề tài mà lúc nãy cháu chia sẻ và chú đang nói này. Bác cho cháu hỏi người ta dựa vào đâu mà nói được con đã làm sai, tham ô tham nhũng, lợi ích nhóm thì mới có việc để nói đảng chia sẻ quyền lực không độc tài, xem thì xã hội ok hơn không lát như bây giờ không? Bạn Jackson Nguyễn nói như vậy là bạn đã quy chụp. Tôi nhắc lại, bạn Jackson Nguyễn ha, đã nói như vậy đâu mất rồi, trôi đâu mất rồi, ở đây. Bạn nói như vậy là bạn quy chụp. Ha. Vì sao tôi nói là bạn quy chụp? Là vì như thế này nè, cái bạn kết một cái câu là không thối nát như bây giờ, tức là bạn cho rằng xã hội Việt Nam là thối nát hả? Bạn quy chụp rõ ràng, đây tôi dẫn chứng cho bạn nghe này nha, nha. Việt Nam thống nhất đất nước từ con số 0. Gạo không có ăn, nha. Áo không có mặc. Bạn có thừa nhận tôi vậy không? Phải không? Hai bàn tay trắng. Một cái quốc gia thống nhất đất nước bước ra từ chiến tranh, nghèo đói, lạc hậu. Bạn có thừa nhận không? Hay là bạn đi chạy ra nước ngoài và nước trong gì bạn không có biết, hoặc là bạn sinh sau này bạn không biết những cái thời kỳ đó? Thì tôi nhắc lại nha, Việt Nam bước ra từ chiến tranh với một cái nền kinh tế không có gì, con số 0, phải không? Mà đến bây giờ thì bạn biết, tôi nhắc trở lại bạn nha, sau khi tổng kết đánh giá của cái tổ chức Ngân hàng Thế giới thì Việt Nam là phát triển với con số là tăng trưởng là 2,4%. Thế giới đánh giá nha. Trong khi đó các quốc gia tiên tiến đều là âm. Đời sống nhân dân trong nội địa, trong đất nước bình thường, ổn định. Yeah. Kể luôn cái lĩnh vực mà ăn chơi nhảy múa là du lịch cũng đã được cái cơ quan, cái hiệp hội tổ chức du lịch thế giới nha, người ta đánh giá Việt Nam là số 1. Vượt qua mặt các quốc gia khác. Bạn cứ dở lên tài liệu trong hông là bạn search lên Google đó nhé. Ở bên đó bạn có điều kiện hơn tôi đó. Chứ tôi thì không có điều kiện. Nha. Thì riêng cái mảng ăn chơi du lịch đó không thôi. Thấy không? Thì các bạn đã biết rồi là sao? Vì sao? Vì đất nước Việt Nam ổn định về vấn đề chính trị. Đất nước Việt Nam không có chiến tranh. Nha. Đất nước Việt Nam không có chiến tranh, đất nước Việt Nam ổn định. Mà ổn định về chính trị, không có chiến tranh thì mới thu hút được khách du lịch. Trong đó khách du lịch châu Âu, châu Mỹ rất là nhiều. Tất nhiên bên cạnh đó là châu Á nữa. Ha? Đó. Riêng cái mảng đó không thôi thì tôi khẳng định là bạn nói rằng là thối nát không đúng. Hiện nay người dân vẫn một lòng một dạ chấp hành luật pháp và tin vào các cái chủ trương đường lối chính sách của đảng. Tôi nói đơn cử luôn. Chẳng hạn như dịch Covid-19 vừa rồi, đợt 1, đợt 2 và cái đợt ở Đà Nẵng, nếu không có sự đồng thuận của người dân và nhà nước thì làm sao Việt Nam chặn đứng được cái dịch bệnh đang hoành hành khắp toàn cầu? Trong đó những quốc gia tiên tiến, những quốc gia số 1 trên thế giới như là Pháp, Đức, Mỹ hiện tại vẫn còn đang rất là vất vả. Nếu tôi không nói gọi là nguy hiểm, tôi dùng cái từ vất vả thôi. Như vậy thể hiện rõ ràng không có sự đồng lòng của dân với đảng thì không có cái chuyện đó. Thấy không? Tiếp theo nữa là gì? Tôi nhắc lại cho các bạn, bạn cũng biết rồi, bạn Jackson Nguyễn biết rồi. Thiên tai vừa rồi, các bạn biết không? Đó. Cả nước đều tập trung vào cái giải đất miền Trung với cái tinh thần người Việt Nam lá lành đùm lá rách. Bên cạnh nhà nước đó còn rất nhiều cá nhân. Tôi nói dẫn chứng chẳng hạn như các ca sĩ Thủy Tiên, Mỹ Tâm, rồi Trang Trần, rồi Quyền Linh, rồi Hoài Linh, vân vân, rất là nhiều, tôi quể không hết. Và rất nhiều cá nhân ngoài xã hội hiện bây giờ vẫn còn đang tiếp tục. Nếu một cái xã hội thối nát thì làm sao mà phát huy được cái tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong thiên tai, trong lúc thiên tai ập tới? Làm sao chặn đứng được cái đại dịch Covid diễn ra trên toàn cầu?
làm sao khôi phục lại nền kinh tế tăng trưởng 2,4%, trong khi đó các quốc gia trên thế giới đều âm. Và tôi nói cho bạn biết luôn nè, nhà máy sản xuất Apple đó, họ đã đưa về Bắc Giang sản xuất dây chuyền sản xuất mà MacBook và iPad. Bạn biết chưa? Bạn Jackson Nguyễn. Đó và còn rất nhiều nhé, rất nhiều, tôi không kể không hết, tôi nhớ không có sơ hết. Đó, thì tôi nói riêng những cái đó thôi, đơn cử thôi. Đó, các cái tập đoàn tài chính, trong đó có cái tập đoàn tài chính Apple, ha, tức là iPhone, iPad rồi đó. Ha, nếu họ không tin cậy Việt Nam, nếu Việt Nam không phải là một cái quốc gia ổn định về vấn đề chính trị, một quốc gia đang phát triển, thì họ không bao giờ họ ngu dại đến mức độ mà từ bên Mỹ họ chuyển vốn qua Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc họ chuyển vốn đầu tư qua bên Việt Nam. Một cái dây chuyền sản xuất MacBook và iPad. Còn tay đây là hắn vẫn là mọi người cứ gặp Xuân. Hả? Hắn còn đặt ra một câu hỏi. Không, để nói hết cái này đó. Cho nên cái cách bạn đặt câu hỏi, cái cách bạn đọc câu hỏi không có thiện chí, tôi đánh giá rất thấp, không có thiện chí. Bạn muốn đặt câu hỏi cho diễn đàn thì trên cái tinh thần là cầu thị, thể hiện là gì? Mình có học nhá, thể hiện mình có trí thức, mình có nhận thức, mình đặt những cái câu hỏi mà mình còn đang quan tâm mình chưa có được rõ ràng được, thấy không? Nhưng cái ngay câu hỏi đầu tiên của bạn đặt vấn đề là bạn đã đặt vấn đề coi như là quy chụp rồi ha. Rồi chưa, tôi nói nè, rồi do đảng làm sai, tham ô tham ủng lợi đến nhóm. Bạn có biết rằng hiện nay chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam là làm trong sạch nội bộ đảng, cương quyết xử lý những cán bộ đảng viên vi phạm và tùy theo mức độ vi phạm xử lý đúng người, đúng tội. Từ đồng chí ủy viên Bộ Chính trị đến đồng chí chủ tịch xã, phường, thị trấn, pháp luật đều xử lý như nhau. Và rất nhiều vụ án tham ô, tham nhũng đã được đưa ra xét xử. Như vậy rõ ràng đất nước Việt Nam là một đất nước có luật pháp. Đất nước Việt Nam là một đất nước phát triển. Đất nước Việt Nam là một đất nước đẹp, tươi đẹp. Còn những cái câu mà bạn Giác Xuân Nguyễn nói trong này, tham ô tham nhũng, xin thưa với bạn, ở đâu cũng đều có. Ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức có không? Bạn dám nói có không? Có chứ, phải không? Đúng không? Có nhiều thì có ít. Lợi ích nhóm có không? Có chứ, có nhiều có ít nhé. Đó. Nhưng cuối cùng bạn lại nói rằng là chia sẻ quyền lực rồi độc tài rồi thối nát như bây giờ, thì đó là câu quy dục. Cho nên tôi khẳng định rằng là gì? Bạn đặt vấn đề không thiện chí, thiếu thiện chí. Đây tôi dùng lời lẽ hết sức là tôi tôn trọng bạn đó nhé. Tôi tôn trọng bạn đó. À. Rồi. Đó. Bạn xem lại đi nhé. 2021 là dây chuyền sản xuất MacBook và iPad đã đi vào sản xuất nhé. Xem lại đi, dây chuyền sản xuất đang lắp ráp và năm 2021 là tiến hành sản xuất tại nhà máy Apple đặt tại thành phố tỉnh Bắc Giang, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhé. Xem lại rồi. Không, tôi không có nổ đâu nhé. Đây là những cái thông tin chính thức. Nhá, không có nổ đâu, bạn về và xem lại đi. Bạn xem lại đi nhé. Tôi khuyên như thế. Tôi không có nổ đâu, tôi lên mạng này tôi rất khiêm tốn mà tôi không có nổ. Tôi không có nổ, tôi không có xạo như các thế lực thù địch, như cái đám chống cộng mà A bờ cờ. Cái đám chống cộng A bờ cờ ở nước ngoài đâu. Tôi không có cái tính đó. Mà những anh em ở trên diễn đàn này, người ta không bao giờ người ta có những cái tính đó đâu nha. Có nổ có xạo đó, có nổ có xạo có hầm hồ đó, vô văn hóa, chính là cái đám chống cộng ở nước ngoài. Không có lý luận, không có lập luận, chỉ có quy chụp. Chỉ có quy chụp à, chỉ có vu khống, chỉ có xuyên tạc. Như vậy thôi. Rồi tới khi đuối lý là gì? Bắt đầu chửi. Chửi xong rồi cái là gì? Thoát biến tàng hình. Đó vậy thôi, chỉ có gì đó à. Cứ quanh đi quanh lại rồi đó, tôi phải ớn này, ớn này mà nha.
ở đây sao lại làm mướn, sao lại làm mướn cho tài phiệt hả? Gia công sao lại làm mướn cho tài phiệt? Đất nước Việt Nam, xin thưa với bạn, tôi nghe cái tên của bạn tôi cũng đã biết bạn là người nước ngoài, đúng không? Bạn là người nước ngoài, nếu có chăng thì có cái dòng máu Việt thôi ha, có dòng máu Việt thôi, bạn là người nước ngoài. Thì nói cho bạn biết rằng đất nước Việt Nam chúng tôi nói như vậy còn nghèo lắm. Việt Nam chúng tôi cần phải cái sự tranh thủ ủng hộ bạn bè khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi tranh thủ mang lại những cái nguồn lợi vật chất đó, phục vụ lại cho vấn đề dân sinh trong xã hội. Việt Nam chúng tôi cần lắm những nguồn vốn của các nơi trên thế giới, trong đó có cái việc cho thuê mướn mặt bằng. Cho thuê mướn mặt bằng, trước nhất là Việt Nam thu một khoản tiền thuế, thứ hai nữa Việt Nam giải quyết được cái khoản người lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề cao nha. Việt Nam chúng tôi cần lắm, Việt Nam chúng tôi nghèo lắm, Việt Nam chúng tôi không có giàu như là Mỹ, như là Pháp, như là Đức. Chúng tôi còn nghèo lắm. Vì thế Việt Nam chúng tôi cần tranh thủ những cái nguồn tài trợ, những cái nguồn vốn, những cái nguồn huy động khắp các nơi trên thế giới, đặc biệt là các cái tập đoàn tài chính. Ở đây chúng tôi không có gọi là làm thuê, thấy không? Chúng tôi làm gì có làm thuê đâu. Sao làm thuê làm mướn được? Bạn dùng từ ngữ sai rồi, thấy không? Ở đây đất nước Việt Nam chúng tôi có chủ quyền nha. Việt Nam chúng tôi có chủ quyền, có độc lập. Và Việt Nam chúng tôi không có chịu một cái sự sai khiến, thấy không? Một cái sự điều hành của một quốc gia khác. Độc lập, tự do mà, thấy không? Chúng tôi chỉ một đảng duy nhất, đó là đảng Cộng sản cầm quyền. Chúng tôi không có hai đảng, ba đảng như bên Mỹ, thấy không? Mà đảng này chửi đảng nọ, đảng này đánh đảng kia, không có. Việt Nam chúng tôi thuần lắm, hiền lắm, thuần lắm, nghèo nữa, thấy không? Thấy không? Việt Nam chúng tôi không có làm thuê, làm mướn cho ai cả hết. Mà Việt Nam chúng tôi có đất cho thuê, thấy không? Có công xưởng cho thuê, trả tiền, ký hợp đồng đàng hoàng. Như vậy tại sao gọi là làm mướn? Thứ hai nữa là gì? Dây chuyền sản xuất, công nghệ sản xuất là của người nước ngoài. Ở đây chúng tôi chỉ giải quyết vấn đề công nhân. Tôi nói cho bạn biết thêm này này, bạn Jackson Nguyễn. Việt Nam là một đất nước nông nghiệp, chủ yếu là sản xuất ở lĩnh vực nông nghiệp. Mà bây giờ muốn thoát nghèo, đây tôi lên lớp cho bạn nè. Bạn Jackson Nguyễn, tôi lên lớp cho bạn một bài học cơ bản về vấn đề kinh tế để cho bạn biết nè. Một đất nước muốn thoát nghèo thì phải chuyển đổi cơ cấu của nền kinh tế. Việt Nam của chúng tôi là đất nước nông nghiệp. Thì bây giờ muốn chuyển đổi là gì? Phải chuyển đổi cái lực lượng lao động ở khu vực nông nghiệp chuyển qua khu vực dịch vụ hoặc công nghiệp. Đó. Nhưng vẫn duy trì được sản lượng nông nghiệp. Đó là gì? Tận dụng các cái yếu tố khoa học kỹ thuật, máy móc và cho sản xuất nông nghiệp. Và một cái lực lượng nhân công nông nghiệp dư thừa ra đó sẽ chuyển qua ở cái khu vực dịch vụ và sản xuất. Trong đó có tham gia vào vấn đề gì? Dây chuyền sản xuất các dụng cụ, các máy móc của hãng Apple. Nhé. Chúng tôi không có làm thuê, chúng tôi không làm mướn. Bạn dùng từ ngữ sai rồi nhé. Đồng thời nhân đây tôi cho bạn một bài học. Câu hỏi này là nên trả lời này, này bác chú Bạc Xuân này. Vay nhiều vốn rồi sử dụng không hiệu quả, rồi con cháu lạc hồng sau này lại phải trả nợ. Cái chuyện sử dụng đúng hay không đúng, tôi cũng là người dân tôi không biết. Mà bạn ở bên Mỹ hay là bên Pháp, bên nước ngoài bạn lại càng không biết nữa. Bạn chỉ nghe nói thôi. Và cái bài này tôi nói thật với bạn, tôi nghe nhiễn lắm rồi. Nợ công chia đều ra mỗi người, kể cả đứa bé trong bụng là bao nhiêu tiền nữa hả? Bài xưa rồi. Ủa, như tôi đã nói khi nãy rồi, đất nước chúng tôi nghèo, chúng tôi sẽ vay, phải tranh thủ các nguồn vốn. Trong đó có cái khoản mà cho Apple sử dụng đất đai công xưởng ha. Và bên cạnh nó thì có khoản vay của các tổ chức tiền tệ thế giới, cũng như vay của các cái quốc gia bạn, thấy không? Vậy còn cái chuyện sử dụng nguồn vốn đó như nào của nhà nước, tôi là người dân sao tôi biết được? Mà kể cả luôn cả bạn ở nước ngoài, bạn biết đắt gì mà bạn hỏi ha? Ngay như bên Mỹ, nơi mà bạn đang sống đó, tôi hỏi thử bạn nè, trợ cấp của đợt 2 này bạn được bao nhiêu? Anh ở Đức. Bây giờ ngay như cái chuyện bây giờ là nền kinh tế của Đức
tăng hay giảm sau cái đợt dịch Covid của quý 1, quý 2 năm nay? Bạn có biết được cái nền kinh tế của Đức như thế nào hay không? Tôi tin chắc rằng bạn sẽ không biết được cái nền kinh tế của Đức. Tại vì sao? Cái việc đó là thuộc về tầm vĩ mô, thuộc của nhà nước và như là bộ tài chính hay là kinh tế vậy, bộ kinh tế bên Đức gọi bộ kinh tế. Người ta điều hành và khi người ta điều hành xong, người ta thông báo là cho người dân thôi, đúng không? Trong đó có bạn biết thôi. Ngay như cái quốc gia bạn đang sống, chưa chắc bạn đã biết được cái quốc gia bạn đang sống như thế nào về vấn đề kinh tế. Kinh tế đi lên hay kinh tế đi xuống, lên bao nhiêu phần trăm, xuống thì âm bao nhiêu phần trăm, bạn đã biết chưa? Thì quay trở lại vấn đề bạn bảo rằng nguồn vốn vay, rõ ràng đất nước phát triển hoặc là đất nước đang phát triển, đất nước nghèo thì phải cần cái sự ủng hộ, viện trợ, chi viện, trong đó có khoản vay đó để dùng để phục vụ vấn đề dân sinh, lợi ích quốc gia dân tộc, không phục vụ cho một tập đoàn nào cả hết, thấy không? Còn cái việc sử dụng nó như thế nào, đúng hay sai, cái đó miễn bàn. Vì sao? Nó thuộc về tầm vĩ mô. Tôi nói ví dụ như thế này, ngay như cái phường tôi đang ở huy động được 500 triệu làm cái nhà trẻ, thì cái người bên cạnh tôi, người ta bảo rằng là không, nên làm cái công viên để cho người già, người ta buổi sáng người ta ra, người ta tập dưỡng sinh, người tập dưỡng lão. Nhưng bên cạnh có người nói đúng rồi, phường mà xây dựng cái nhà trẻ như vậy là đúng, để phục vụ cho các cháu ở trong địa phương. Thì ngay như cái chuyện đó không thôi, cũng đã có cái ý rằng là gì, phù hợp và không phù hợp, hợp lý hay không hợp lý, thấy không? Huống hồ chi trên cái bệnh viện lớn phạm vi quốc gia, ngay như cái khoản vốn vay quốc gia chúng tôi còn không biết, vậy người dân chúng tôi làm sao biết được, phải không? Cái chuyện đó, chuyện vĩ mô kinh tế, tài chính, vĩ mô của nhà nước điều hành, phải không? Bao nhiêu cả một cái hệ thống chính trị người ta điều hành, tôi người dân sao tôi biết được những khoản đó? Mà bạn lại đặt vấn đề câu hỏi là coi như là hợp lý hay không hợp lý. Thì tôi quay ngược lại tôi hỏi bạn đó, những cái ví dụ tôi đã nêu ra, và tôi quay trở lại tôi hỏi bạn là ở ngay bên Đức đó, cái nền kinh tế của quốc gia bạn đang sống đó đi lên hay đi xuống sau đại dịch Covid? Đi lên bao nhiêu phần trăm, đi xuống bao nhiêu phần trăm? Bạn trả lời được chưa? Mà bạn lại hỏi một cái công dân của một nước thứ, một quốc gia khác, thấy không? Cho nên bạn, nếu bạn đặt câu hỏi thì bạn nên đặt những cái câu hỏi nó thực tế. Thứ hai nữa là gì? Mang cái tính tích cực. Mặc dù bạn không có đồng ý với cái đảng cầm quyền Việt Nam của chúng tôi, bạn không ưa Cộng sản, tôi đồng ý. Việc đó việc quyền của bạn, việc quyền của bạn. Nhưng bạn đặt câu hỏi, thể hiện cho cái người nghe đó, cái người trả lời, người ta biết rằng thứ nhất là bạn có thiện chí, thứ hai là bạn có văn hóa, và thứ ba là gì? Bạn có sự hiểu biết cơ bản. Nha, bạn có sự hiểu biết cơ bản. Chứ còn bạn đặt những câu hỏi này, tôi nói thật, đây tôi nể Dương Phi, tôi nể chủ diễn đàn, những câu hỏi này tôi không trả lời đâu. Tại vì tôi nghe nó nhiều.